Trong những năm gần đây, cứ mỗi lần Mỹ-Trung căng thẳng hay thế giới nói đến xe điện, thế giới nói đến chip bán dẫn, vũ khí hiện đại, thì đất hiếm lại được nhắc đến như một thứ quyền lực rất cụ thể. Có cảm giác như Trung Quốc chỉ cần sở hữu đất hiếm và chỉ cần chi phối đất hiếm là cả thế giới sẽ nghẹt thở. Nhưng thật ra quyền lực đó không đến từ phép màu nào cả. Nó đến từ một câu chuyện rất dài và thậm chí còn rất bẩn, rất tốn sức và rất nhiều quốc gia đã bỏ cuộc giữa chừng. Đất hiếm được khai thác và tinh luyện như thế nào mà Trung Quốc lại đang chi phối rất nhiều? Đầu tiên cần phải hiểu rõ, đất hiếm không hiếm theo nghĩa là đào mãi mà không tìm thấy. Chúng tồn tại ở khắp nơi trên trái đất. Mỹ có, Úc có, Việt Nam có, Châu Phi có, Nam Mỹ cũng có. Thậm chí xét riêng về tiềm năng địa chất, nhiều nơi không hề thua Trung Quốc. Riêng Việt Nam thì đây là chi tiết rất đáng chú ý, lâu nay ít được nói rõ. Theo nhiều đánh giá địa chất quốc tế và tài liệu nghiên cứu trong nước, Việt Nam được xếp vào nhóm những quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn ở trên thế giới, thường được nhắc đến là top đầu. Và trong một số ước tính, Việt Nam được coi là đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, nếu tính tổng tiềm năng tài nguyên chưa khai thác sâu. Các mỏ đất hiếm ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở Tây Bắc, đặc biệt là khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, với những cái tên quen thuộc trong giới địa chất như là Đông Pao, Nậm Xe, Mường Hùm. Trữ lượng được đánh giá là rất lớn, nhưng phần lớn thì vẫn nằm yên ở trong lòng đất, chưa đi vào khai thác quy mô công nghiệp. Vấn đề thì nằm ở chỗ này. Đất hiếm nó không bao giờ nằm gọn trong lòng đất như là vàng hay là kim cương. Chúng không tạo thành cục, không lấp lánh, không đào lên sàng lọc là dùng được ngay. Đất hiếm nó nằm lẫn sâu ở trong quặng, hàm lượng rất thấp và đi kèm với đủ thứ mà không ai muốn đụng vào. Ví dụ như là kim loại nặng, axit, bùn độc, thậm chí cả yếu tố phóng xạ tự nhiên. Để lấy được vài tấn oxit đất hiếm, người ta phải đào lên hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn tấn đất đá. Phần được gọi là hiếm chỉ chiếm vài phần nghìn, thậm chí là vài phần vạn. Phần còn lại là núi bùn thải độc hại, phải xử lý cực kỳ tốn kém và rủi ro ảnh hưởng đến môi trường là rất lớn. Và đây mới chỉ là câu chuyện ban đầu. Việt Nam có đất hiếm thậm chí rất nhiều, nhưng có mỏ cũng không đồng nghĩa với có năng lực để khai thác và tinh luyện. Phần khó nhất thì không nằm ở việc đào lên thì rất dễ rồi. Phần khó nhất nằm ở chỗ phải làm gì với hàng núi chất thải độc sau khi đào, tách được từng nguyên tố đất hiếm ra khỏi nhau một cách ổn định, an toàn và có lãi. Và chính ở điểm này, Việt Nam cũng như rất nhiều quốc gia khác đã dừng lại từ lâu hoặc chưa triển khai. Trong khi Trung Quốc thì đã đi tiếp, chấp nhận đánh đổi môi trường để xây dựng cả một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh của mình. Trở lại với Trung Quốc, nếu chỉ nói riêng khâu khai thác, đất hiếm không phải là thứ quá cao siêu về công nghệ. Có 3 kiểu mỏ đất hiếm phổ biến và Trung Quốc họ đều đã làm tất tần tật. Kiểu thứ nhất là mỏ lộ thiên. Tiêu biểu nhất là một số mỏ ở Nội Mông, trong đó có mỏ Bayan Obo, mỏ đất hiếm được coi là lớn nhất thế giới. Ở đây người ta sẽ bóc từng lớp đất đá dày hàng chục mét, đào sâu vào lòng đất, rồi nghiền quặng ra để mà xử lý. Mỗi ngày, những mỏ kiểu này tạo ra một lượng bùn thải khổng lồ, chứa axit, kim loại nặng và cả chất phóng xạ tự nhiên. Những hố bùn thải ấy không khác gì những vết sẹo môi trường tồn tại hàng chục năm. Đó là kiểu thứ nhất, còn kiểu thứ hai là mô phỏng hóa ion, rất phổ biến ở miền Nam Trung Quốc. Cách làm thì nghe đơn giản đến mức đáng sợ. Người ta sẽ khoan lỗ, bơm axit trực tiếp vào lòng đất để rửa các ion đất hiếm ra ngoài. Chi phí thì rẻ, tốc độ thì nhanh, nhưng hậu quả là đất bị hủy hoại, nước ngầm nhiễm độc và cả vùng sinh thái gần như là chết lâm sàng. Kiểu thứ ba là mỏ sa khoáng, ít phổ biến hơn, trữ lượng nhỏ, thường chỉ đóng vai trò phụ trợ. Điểm chung của ba kiểu này là gì? Không phải là công nghệ mà là mức độ tàn phá môi trường. Đây chính là ngưỡng mà rất nhiều quốc gia dừng lại. Không phải vì họ không làm được mà vì họ không thể chấp nhận cái giá phải trả. Nhưng đây mới chỉ là nói khai thác mới chỉ là phần dễ nhất, tức là đào lên, lấy lên. Rất nhiều người tưởng rằng Trung Quốc mạnh vì họ có mỏ. Thực tế, mỏ chỉ là cái phần thấp nhất, phần đầu tiên của chuỗi giá trị. Phần khiến cả thế giới đứng hình nằm ở khâu tiếp theo, đó là tinh luyện. Tinh luyện đất hiếm là nơi mà ngay cả những quốc gia công nghiệp hàng đầu cũng phải thở dài. Sau khi quặng được đào lên, nghiền nhỏ và hòa tan trong axit, thứ thu được là một hỗn hợp lỏng cực kỳ phức tạp. Trong đó, 17 nguyên tố đất hiếm nằm lẫn vào nhau, mà vấn đề là chúng giống nhau đến mức gần như không phân biệt được về mặt hóa học. Muốn tách từng cái ra thì không có cách nào nhanh. Người ta phải dùng phương pháp chiết dung môi, một quy trình lặp đi lặp lại hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần. Mỗi lần chiết chỉ làm thay đổi nồng độ một chút xíu. Muốn từ hỗn hợp ban đầu tạo ra những cái tinh khiết, cần một hệ thống nhà máy với đường ống dài hàng cây số và vận hành liên tục ngày đêm. Mỗi bước chiết lại thải ra chất thải hóa học, mỗi sai sót đều có thể làm hỏng cả mẻ đất, chi phí vận hành cao, rủi ro lớn và đặc biệt một lần nữa lại là ô nhiễm môi trường cực kỳ nặng. Chính đây là giai đoạn mà hầu hết các nước phương Tây đã bỏ cuộc.
Thế nên người ta mới bảo là vì sao Nhật, Mỹ và châu Âu không làm, thì câu trả lời rất đơn giản. Vì không ai muốn dân mình phải sống một nhà máy độc ở ngay bên cạnh. Ở Mỹ hay châu Âu, chỉ cần đề xuất xây nhà máy tinh luyện đất hiếm thì lập tức sẽ bị phản đối. Nào là luật môi trường, nào là người dân phản đối, nào là chi phí đội lên gấp nhiều lần so với Trung Quốc. Một dự án như vậy có thể mất 10 năm, thậm chí là lâu hơn chỉ để xin giấy phép, chưa nói đến vận hành. Trong khi đó, nếu làm đúng chuẩn môi trường, giá thành sản phẩm sẽ cao đến mức không cạnh tranh nổi. Doanh nghiệp tư nhân không dại gì mà lao vào một ngành vừa bẩn, vừa lỗ, vừa bị chửi. Kết quả là gì? Mỹ, Úc, Canada có mỏ, nhưng quặng đào lên xong thì lại gửi sang Trung Quốc để mà tinh luyện. Nghe rất là nghịch lý, nhưng đó là thực tế đang diễn ra trong nhiều năm. Thế nên, đến bây giờ, Trung Quốc vẫn chi phối đất hiếm. Và hãy nhìn vào lịch sử của họ. Từ những năm 1980, khi đất hiếm còn bị coi là ngành phụ, Trung Quốc đã xác định đây là tài nguyên chiến lược. Họ cho phép khai thác ồ ạt, chấp nhận ô nhiễm, chấp nhận môi trường bị hy sinh để đổi lấy kinh nghiệm, công suất và chuỗi cung ứng. Thế là trong suốt nhiều năm, Trung Quốc bán đất hiếm với giá rất rẻ, rẻ đến mức các mỏ ở Mỹ và nhiều nơi khác phá sản luôn. Khi đối thủ chết dần, Trung Quốc không chỉ giữ mỏ mà giữ luôn năng lượng tinh luyện của mình, không có đối thủ. Đây là điểm mấu chốt. Mỏ có thể mở lại, nhưng cái năng lực tinh luyện thì không thể dựng lên trong ngày một, ngày hai. Khi thế giới nhận ra mình phụ thuộc, thì cái chuỗi này đã nằm gọn trong tay của Trung Quốc. Một điều quan trọng nữa, Trung Quốc không dừng lại ở oxit đất hiếm. Họ đi tiếp xuống các tầng sâu hơn của chuỗi giá trị. Từ oxit, họ sản xuất kim loại đất hiếm. Từ kim loại, họ làm nam châm vĩnh cửu. Từ nam châm, họ phục vụ xe điện, tuốc bin gió, động cơ phản lực, radar, tên lửa, chip bán dẫn. Những thứ đó mới tạo ra giá trị thực sự. Khi bạn kiểm soát khâu tinh luyện, bạn có quyền quyết định ai được mua, mua bao nhiêu với giá nào. Trong một thế giới mà xe điện và năng lượng tái tạo đang là xu hướng, thì đó là quyền lực đúng nghĩa của Trung Quốc. Thế giới họ đã nhận ra điều này hay chưa? Chúng ta ngồi đây làm video viết, đọc cho nhau nghe thì chúng ta nhận ra. Thì tất nhiên thế giới họ cũng nhận ra rồi. Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã đều nói đến chuyện thoát khỏi phụ thuộc đất hiếm của Trung Quốc. Nói thì dễ, làm mới khó. Xây một nhà máy tinh luyện đất hiếm thì không chỉ cần tiền. Các nước này không thiếu tiền, mà cần thời gian, cần sự đồng ý của cả xã hội. Và cần phải chấp nhận rằng môi trường sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Nhưng mà ngay cả khi mọi thứ thuận lợi, cũng phải ít nhất một thập kỷ để hình thành năng lực tương đương. Trong thời gian đó thì Trung Quốc vẫn giữ vai trò trung tâm và họ đã còn tiến xa hơn nữa rồi. Câu chuyện đất hiếm thực ra cũng là một bài học. Thế giới hiện đại thì thích sản phẩm sạch, thích công nghệ cao, thích xanh, thích bền vững. Nhưng để có những thứ đó, ở đâu cũng phải có những người chấp nhận làm phần bẩn nhất. Và Trung Quốc đã làm cái phần bẩn nhất đó trong nhiều thập kỷ. Không phải vì họ không biết hậu quả, mà họ nhìn thấy lợi ích dài hạn và chấp nhận đánh đổi. Khi các nước khác quay lại, thì các nước ấy mới phát hiện ra rằng thứ khó nhất không phải là đào mỏ, mà là xây lại cả một hệ sinh thái công nghiệp đã bị bỏ quên từ quá lâu. Tổng kết lại, đất hiếm không phải là thứ mà Trung Quốc độc quyền trời cho, mà Trung Quốc đã chi phối vì họ đi sớm, làm sâu, chấp nhận ô nhiễm, chấp nhận lỗ dài hạn và không bỏ cuộc. Thế giới hôm nay không thiếu đất hiếm dưới lòng đất, thế giới chỉ thiếu khả năng biến đất đá bẩn thỉu trở thành vật liệu tinh khiết mà không cần nhờ Trung Quốc mà thôi. Và đây mới là lý do thực sự khiến đất hiếm trở thành một đòn bẩy trên toàn cầu, một thứ đang chi phối quyền lực của cả hành tinh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.